tục. Bây giờ cô đối chiếu hai cái chủ đề lớn nhất là tánh không và tánh chân như. Đây là hai cái chân lý cuối cùng và cũng là hai cái thực tại cuối cùng. Trong khi đó, cái tánh quyển, như cô đã có lần nói, tánh quyển không phải là thực tại. Trong khi đó, không và chân như là thực tại, nghĩa là nó có hiện hữu và nó hiện hữu thường hằng bất biến. Tuy nhiên, giữa không và chân như nó có điểm hơi khác nhau. Người ta nói rằng không là thực chất tánh của hiện tượng thế gian, trong khi đó chân như là khách quan tánh hay là tinh túy của hiện tượng thế gian. Tại sao người ta nói tánh không là thực chất tánh? Là vì thế gian thành lập là do điều kiện, mà cái thành phần nhỏ nhất của thế gian, nếu cứ chia ra hoài tới nhỏ nhất, thì nó chỉ là cái khoảng trống không mà thôi. Như là mình từng tạm đối chiếu với cái quạt trong khoa học, nó chỉ là cái khoảng trống không. Thực ra cái thế giới vật chất của mình, cái thành phần lớn nhất, nó là cái khoảng trống không. Tuy nhiên, trong cái khoảng trống không đó, nó có những cái năng lực động. Năng lực động để nó kết hợp lại để thành nên thế giới vật chất hay là thế giới hiện tượng. Thành thử, bản thể không thường được xem như là nền tảng của thế giới hiện tượng. Từ cái bản thể trống không thành lập nên con người và thế giới hiện tượng. Cho nên trong Bát Nhã Tâm Kinh mới có cái câu sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức, diệt phục như thị. Tức là năm cái quẩn sắc thọ tưởng hành thức, bản thể nó trống không, nhưng mà khi nó kết hợp lại thì nó trở thành nên con người hay là nó thành lập nên thế gian. Trong khi đó, cái tánh chân như nó chỉ có ý nghĩa như thế là như thế. Nó không có thành lập nên bất cứ cái gì. Nó là cái nguyên lý bất động của tâm và của thế gian. Và khi trong kinh điển Đại Thừa nói đến cái tướng thì thường là nói đến chân như. Và cái tướng đó có cái đặc điểm gì? Không có tướng gì hết. Hay là cái tướng trống rỗng? Đó là cái thành ngữ thật tướng, vô tướng, là nói đến chân như. Thì hai cái chủ đề này, nếu mà mình hiểu rõ ý nghĩa, hiểu rõ cái cách thực hành, hiểu rõ những cái kết quả kỳ diệu sau khi thể nhập không hay thể nhập chân như, thì gọi là chúng ta có được cái tuệ trí. Nếu hiểu về không thì gọi là không trí. Nếu hiểu về chân như thì gọi là chân như trí. Đó là hiểu, tức là bằng trí năng. Và khi chúng ta hoàn toàn không lời, tất cả những cái điều hiểu biết đó nó nằm im trong cái nhận thức không lời hay là trong cái nhận thức cô động, thì cái trạng thái không lời đó gọi là không định hay là gọi là chân như định.
Riêng về chân như định còn có nhiều cái tên khác, đó là vô tướng định. Vô tướng định là một trong ba cửa giải thoát: không định, vô tướng định, vô nguyện định. Ngoài ra trong kinh Kim Cang thì gọi cái định này là vô trụ định, tức là cái phương thức ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Ở trong Pháp Bảo Đàn Kinh của Lục Tổ Huệ Năng thì có nói đến một cái định là nhất hạnh tam muội, nghĩa là cái định này chỉ thực hành có một phương thức nhất hạnh. Tam muội tức là cái tự âm của từ Sabadi thì cũng là định thôi, thì đó cũng là nói đến chân như định. Đây là cô vừa đúc kết lại những cái đặc điểm giống nhau, tương tự nhau giữa không và chân như, và vài điểm khác biệt giữa không và chân như. Vì có rất nhiều cái sắc thái giống nhau cho nên trong hệ thống kinh Bát Nhã Ba La Mật mới kết luận không là chân như là không. Và nhất là khi thể nhập không định và thể nhập chân như định thì cái kết quả trên ba mặt thân tâm và trí tuệ tâm linh nó cũng tương tự nhau. Tuy nhiên có một điểm khác biệt là vì bản thể trống không mới thành lập được con người và thế gian, trong khi đó chân như là có cái phẩm chất bất động, hoàn toàn không thành lập nên con người, cũng không thành lập nên thế gian. Đó là cái điểm khác biệt giữa không và chân như. Bây giờ cô đi tới một cái đối chiếu khác. Đó là cô đối chiếu như thật và như huyễn. Mình mới nghe qua mình thấy nó mâu thuẫn, một bên là thật, một bên là huyễn. Huyễn thì là không thật, là giả dối, cho nên mới nghe qua mình thấy giống như nó mâu thuẫn, nó khác biệt. Thực ra hai cái phương thức này nó cũng đều đưa tới cái kết quả là mình kinh nghiệm được cái chân tâm. Cái chân tâm tức là cái tâm trong sạch, không dính mắc với bất kỳ cái gì. Thì khi mình áp dụng cái pháp như thật, tâm mình nó khách quan ngay tức khắc, nó thanh thản, nó tĩnh lặng. Còn khi mà mình hiểu tất cả thế gian là như huyễn thì mình cũng dừng cái tâm lại. Mình đâu có còn dính mắc vào cuộc đời, mình đâu còn tham đắm vào cuộc đời, khi mình thấy cuộc đời là như huyễn, như mộng mà thôi. Thành thử ra khi mình thực hành hai cái phương thức này, nó đưa tới cái kết quả nó cũng tương tự với nhau, là mình sống được với cái tâm trong sạch của mình, thanh thản, không dính mắc. Về cái huyễn thì nó hơi khác với cái như thật. Cái huyễn là mình biết rằng cảnh vật ngay trước giác quan của mình vẫn là huyễn. Như vậy cái quá khứ cũng huyễn, mà cái tương lai cũng huyễn, và ngay cả cái mà mình đang tiếp xúc nó cũng là huyễn nữa. Thành thử khi nói tới huyễn, người ta nói tới hai mặt: tướng và tánh. Cái tướng huyễn tức là cái bề ngoài mình nhìn thấy rõ ràng, trời khi nắng khi mưa, cho nên cái thời tiết nó cũng huyễn quá, nó biến chuyển luôn luôn. Cái đó là cái tướng bên ngoài. Còn cái tánh là nó ẩn sâu bên trong. Khi cái tướng huyễn
thì cái tánh nó cũng quyển. Còn pháp như thật là chỉ biết trong bây giờ và ở đây. Trong bây giờ và ở đây, mình tiếp xúc bằng giác quan, mình thấy như thế nào, biết đúng như vậy thôi. Mình không có nói nó là quyển. Như vậy trong cái pháp như thật, không có kể tới quá khứ, không có kể tới tương lai, cũng không có biết tới cái hiện tại ở bên ngoài, ở cái không gian khác ngoài giác quan. Mà mình thu gọn cái đối tượng lại trong cái phạm vi giới hạn của giác quan của mình trong giây phút bây giờ và ở đây. Có nghĩa là mình thu hẹp cái tầm thấy biết của mình lại trong cái giới hạn của giác quan mà thôi. Để làm gì? Để mình kiểm soát cái giác quan của mình, kiểm soát cái tâm của mình. Nếu mà mình không thu hẹp lại, cái tâm mình nó phóng đi xa lắm. Trong không gian nó có thể nó phóng đi rất xa. Thí dụ như mình ngồi đây mà mình phóng tới qua bên Ấn Độ, đó là qua không gian. Hoặc là mình đang ngồi đây giờ phút này, mình phóng tới chuyện quá khứ hay mình phóng tới tương lai, cái ý của mình nó ghê gớm lắm, nó cứ phóng đi hoài không có giới hạn. Thì bây giờ mình gom tâm lại mình trong cái giới hạn chật hẹp của các giác quan mà thôi. Thí dụ bây giờ mình ở trong phòng này, mình chỉ biết ở trong phòng này, con mắt mình thấy cái gì, tai mình nghe cái gì, thân mình xúc chạm cái gì, mình giới hạn lại trong cái vòng nhỏ hẹp của giác quan. Và mình nắm cái tâm mình lại chỉ biết mà thôi, không suy diễn, không xét đoán cái gì thêm hết. Đó là cái cách gọi là thu thúc lục căn. Thì trong cái giây phút này mình nhận biết, thì trong cái tích tắc này nó có hiện hữu trước giác quan của mình, nhưng nó cũng không ảnh hưởng gì tới cái tâm của mình hết. Mình thấy, chỉ thấy thôi. Thì như vậy mình ráp lại với cái bài kinh Bậy Gia, nó đúng vô cái khuôn mà Đức Phật dạy ông Bậy Gia. Trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái xúc chạm chỉ là cái xúc chạm, trong cái thức tri chỉ là cái thức tri, tức là trong cái nhận thức chỉ là cái nhận thức. Có nghĩa là cái gì? Trong cái thấy chỉ là cái thấy. Nếu như trong cái thấy mà có cái vật bị thấy thì mình có dính mắc vô chưa? Trong tâm mình nó có in hình bóng của cái đối tượng rồi. Còn đằng này Đức Phật dạy ông Bậy Gia, trong cái thấy chỉ có cái thấy thôi. Có cái ta thấy hay không? Không, không có chủ thể thấy. Không có cái ta thì không có đối tượng. Trong cái thấy thì cái thấy giống như là nó trải dài từ mình cho tới đối tượng. Cái đó là cái khoảng gọi là cái thấy. Trong cái thấy chỉ có cái thấy thôi à, không có đối tượng bị thấy trong đó. Thì cái tâm mình nó không có bóng dáng cái gì ở bên ngoài, thì cái tâm lúc đó như thế nào? Nó trong veo, nó đâu có cái gì trong đó. Thì nó cũng khế hợp với hồ nước trong. Cảnh vật bên ngoài nó đâu có in hình bóng ở trong cái chỗ cái thấy của mình. Đó. Thì khi mà mình thực hành pháp như thật, thấy cái đang là, mà nó đúng là trong cái thấy, chỉ là cái thấy thôi. Tại vì ba cái chữ cái đang là nó siêu vượt lắm. Nó không phải là cái vật cụ thể. Cái đằng là giống như cái đằng trước của nó, cái tướng của nó bên ngoài. Mà cái tướng như thế nào? Không có tên, không có hình dáng, màu sắc, không có đẹp xấu gì hết. Đó. Như vậy cái đằng là nó ngang bằng với cái như vậy. Thành thử ra cái pháp như thật, quý vị thực hành đi, thể nhập chân như rất là mau.
mình nhìn tắt hết niệm, thấy liền cái như vậy thôi, không diễn tả gì hết, vừa có trí tuệ mà vừa có định nữa, đó là cái pháp như thật đúng không quý vị? Giờ có chịu thực hành không? Tâm khách quan tức khắc, tâm tĩnh lặng tức khắc. Thì khi mà mình tĩnh lặng có nghĩa là gì? Là định, là tâm bất động rồi. Còn khách quan là sao? Là không có cái ngã. Cái ngã là cái chủ quan. Khách quan không thương không ghét thì sao? Cái tâm bình đẳng ngay tức khắc. Hay không? Hãy mình thực hành đúng rồi, mình ráp vô đâu nó cũng trúng hết. Và một bước đi nhanh lắm, đi nhanh tới về nhà luôn á. Ráng thực hành đi. Quý vị về nhà một giây một phút mà phải nhận ra rõ ràng nó như vậy mới được. Thì cứ làm hoài, nghĩa là sao? Lúc nào mình cũng ở trong nhà của mình hết. Mà cái đó đâu phải cái gì xa xôi, đâu phải cái gì bí hiểm. Đức Phật đã nói rõ ràng, ai cũng có cái kho báu đó hết, có sẵn mà, có sẵn rồi. Khi cái tâm của mình bình thường, cái bộ não của mình bình thường, giác quan của mình bình thường, là mình có cái kho tàng đó, ai cũng giống ai hết. Cái kho tàng đó giống y hệt kho tàng của Đức Phật. Mà khỏi phải đi học, chỉ đi học khóa căn bản là đủ rồi. Nhưng mà quý vị phải thực hành và quý vị phải tự tin, phải tin rằng mình có khả năng. Và trong đời này, nếu mình thực sự mình thực hành, mình có khả năng ra đi không trở lại. Đó quý vị. Tại vì kho báu của mình đâu phải của người khác, đâu có phải cực khổ gì đâu để mà đi tìm cái kho báu. Nó là của mình. Vì cứ mở mắt ra nhìn đi thì sao? Thấy liền. Cảnh là cảnh, tâm mình là tâm mình. Hai bên không có liên hệ gì với nhau. Mình không có dán cái nhãn gì hết trên cảnh. Mà thật sự cảnh nó đâu có lôi cuốn mình đâu, nó đâu có muốn thu hút mình đâu, nó đâu có muốn mình dính mắt vô nó đâu, tại tự mình dính mắt thôi. Khi mình thương, khi mình ghét, tự mình dính mắt. Đó, khi nào quý vị nhìn thấy cảnh khách quan và nhìn biết cái tâm mình khách quan là quý vị làm chủ được cái cuộc đời của mình rồi đó. Bên ngoài không ai lôi kéo gì được mình hết, nó vậy đó. Đó là phân biệt giữa như thật và như huyễn. Thì rốt cuộc mình nhận thấy như thế nào? Đức Phật bày ra nhiều phương cách, nhiều cái sắc thái, nhiều cái phương thức thực hành, nhiều cái chỗ đứng để nhìn ngắm cái thực tại khác nhau để mà trình bày cho mình. Mà thật ra mình so lại, nó liên hệ nhau hết. Nó chỉ đi vào có một nơi, làm sao cho cái tâm của mình nó trở lại trong sạch. Hễ nó trong sạch thì nó phải chiếu sáng. Hễ nó trong sạch thì nó không có cái ngã. Cái ngã là đầu mối của đau khổ. Nói vậy đó. Rồi bây giờ cô đúc kết lại cái cuối cùng là trung đạo. Cái thấy của người giác ngộ là cái thấy trung đạo, không chấp một cái gì hết trên đời. Thì mình theo học Đức Phật cũng vậy, mình không có chấp, không có dính mắc vô một cái gì. Mặc dầu cái đó là chân lý cũng không được dính mắc. Dầu cho dính mắc cái đúng vẫn là dính mắc. Mà dính mắc là gì? Là cái ngã chấp dính mắc. Không dính mắc với cái gì thì mình mới tự do, mình mới thanh thản, mình mới giải thoát. Cái thấy biết của mình nó mới được là khách quan. Khi mình không dính mắc cái gì hết trên đời thì đó tạm xem là cái thấy trung đạo. Mà thật sự ra trung đạo không phải là con đường ở giữa.
khi mình nói con đường ở giữa là mình có xác định một cái điểm rồi, thì nó vẫn là một cái cực đoan. Thầy định nghĩa trung đạo là con đường không có vị trí, nghĩa là vô sở trụ đó, cái tâm vô trụ đó là trung đạo. Thì tất cả những cái thấy quan trọng của Đức Phật đây nó đều thuộc về trung đạo. Khi nói vô thường, khi nói vô ngã, hay đi khi đưa ra con đường tu bát chánh đạo. Bát chánh đạo cũng có thể nói một cách tóm tắt đó là giới định tuệ. Hoặc là khi đưa ra cái chân lý là duyên khởi duyên sinh của thế gian, hay là tánh không, tánh quyển, tánh chân như, tất cả cái này đều là cái thấy trung đạo. Nghĩa là không có khẳng định, cũng không phủ định. Mà trung đạo ban đầu nó chỉ là cái đời sống vật chất thôi. Nó là kết quả sau 6 năm khổ hạnh, Đức Phật nhận ra khổ hạnh là sai lầm, nó không có đưa tới phát huy trí tuệ. Mà cái đời sống lợi dưỡng hồi ở trong cung điện cũng là quá đáng, xa hoa cũng là sai lầm. Mà khổ hạnh thái quá trong rừng sâu cũng là sai lầm. Cho nên sau này Đức Phật đâu có dạy đệ tử phải khổ hạnh giống như Ngài đâu. Đức Phật vẫn cho các vị tỳ kheo đi khất thực, nghĩa là có ăn đầy đủ mỗi ngày. Tức là khổ hạnh mà gọi là tiết chế thôi, tiết chế ăn uống thôi, chứ không phải là nhịn ăn, nhịn uống như thời Đức Phật ở trong rừng sâu. Thì lúc ban đầu trung đạo là không có lợi dưỡng thái quá, không khổ hạnh thái quá, mà là cái đời sống tiết kiệm, tiết chế, ăn uống, ngủ nghỉ. Rồi về sau cái trung đạo nó mới trở nên là sâu sắc hơn, là về cái đời sống tâm linh. Không có những cái thấy sai lầm, khẳng định một bên đó là có cái ngã, có cái linh hồn trần cửu, đó là chấp có. Một bên thì nói hoàn toàn không có gì hết, không có luân hồi, không có nhân quả nghiệp báo, không có công đức, không có phước báo gì hết, đó là chấp không. Thì cái thời của Đức Phật, tất cả những người ngoại đạo đều rơi vào hai cực đoan, hoặc là chấp có, hoặc là chấp không. Còn cái thấy của Đức Phật là không phải là hoàn toàn hiện hữu, thường hằng bất biến, như là có cái linh hồn trường cửu, không phải vậy. Nhưng mà phủ nhận thế gian thì cũng không đúng. Cho nên Đức Phật đưa ra cái thấy này. Ví dụ như vô thường, có thế gian, nhưng thế gian thay đổi luôn luôn. Có thế gian thì không có rơi vô chấp không, nhưng mà thay đổi luôn luôn thì không có rơi vô chấp cái thường hằng bất biến. Ví dụ như vậy. Còn vô ngã cũng vậy, con người có hiện hữu là không có rơi vô chấp không, nhưng cái bản thể của cái sự hiện hữu này là không có cái gì là thường hằng bất biến, là không có rơi vô cái chấp có cái linh hồn trường cửu. Thì tất cả những cái thấy này cũng đều là ở trung đạo. Ví dụ như nói quyển nè, con người có, nhưng cái có đó là quyển quá. Hoặc là tánh không cũng vậy, thế gian này có hiện hữu nhưng bản thể nó trống không. Về mặt hiện tượng là có hiện hữu, mà về mặt bản thể là trống không. Còn chân như không nói gì hết, như vậy là như vậy, thì cũng xa rời hai cái chấp có và chấp không. Nó chỉ như vậy mà thôi, không diễn tả gì hết. Còn khi chấp có và chấp không là còn dùng lời, dùng ngôn ngữ để mà diễn tả hoặc có hoặc không. Còn bây giờ là không chấp có, không chấp không. Như vậy là như vậy, không có ý nghĩa chấp trước cái gì hết trong đời. Cho nên tất cả những cái thấy của Đức Phật đều nằm ở trung đạo. Cái điều này về nhà quý vị phải suy gẫm thêm nhiều lắm. Mình càng suy gẫm mình sẽ càng hiểu sâu sắc hơn.
Hôm nay xem như cô đúc kết lại những cái quan điểm, những cái lĩnh vực hay là những cái chủ đề lớn ở trong cái chương trình Bát Nhã trung cấp 3 của mình. Cô biết thời gian có hạn, cô cũng chỉ trình bày khái quát thôi. Chúng ta cần phải tham khảo thêm hay là suy tư thêm nhiều lắm, chúng ta mới có thể cảm nhận được những chủ đề này với những cái ý nghĩa nó rất là sâu sắc. Và đây là cô cũng chỉ cung cấp những cái tư liệu nó thuộc về trí năng thôi. Khi chúng ta tu tập, chúng ta phải thể nhập, tức là vừa hiểu sâu sắc để có cái tuệ trí, và vừa phải thực hành, tức là phải làm chủ được tâm ngôn để cho những cái điều hiểu biết này nó cô đọng ở trong cái nhận thức cô đọng của chính mình, thì đó tạm gọi là định. Tuy nhiên định khi mình thực hành ở trong cái thiền đường á, thì nó chỉ có cái giới hạn thôi. Thiền thực sự nó là cái đời sống của chính mình. Trong cái đời sống bình thường của mình, lúc nào cũng phải thể hiện cái tinh thần thiền hay là cái lối sống thiền thì nó mới có ích lợi cho mình và cho người khác. Còn những cái điều học hỏi trong lớp nó chỉ là một cái chút ít hạn chế, nó không có đem lại kết quả thực sự đâu. Chúng ta phải đem áp dụng trong cái đời sống của mình thì mình mới biết những cái chân lý mà Đức Phật dạy nó có cái giá trị rất là kỳ diệu đối với cái đời sống của mình. Hôm nay tạm xem như cô tổng kết lại những cái chủ đề lớn một cách giới hạn thôi. Về cái phần thực hành thì cô cũng muốn nhắc lại một chút. Cái trí tuệ thực sự nó chỉ là cái biết, mà cái biết nó phải trong sạch, nghĩa là nó không có những cái ý nghĩ xấu ác, tham ái, dính mắc, chủ quan. Thì cái tâm trong sạch dĩ nhiên là nó sẽ khách quan. Khi mình có cái tâm khách quan thì cái thấy của mình nó mới bình đẳng, và từ đó mới khởi ra được cái tâm từ, thương mến tất cả mọi người giống nhau. Rồi từ đó thấy người ta cần giúp đỡ, mình mới phát khởi được cái tâm bi, bình đẳng. Thấy người ta thành công hạnh phúc, mình mới phát khởi được cái tâm hỷ, bình đẳng. Và trên hết là cái tâm thanh thản, thảnh thơi trong cái đời sống hàng ngày. Chứ không phải là mình phải xa lánh cuộc đời mới có thể có được cái đời sống thanh thản. Mà bây giờ mình phải thể hiện thiền trong đời sống bình thường của mình. Làm sao đạt được cái tâm thanh thản, thảnh thơi, không dính mắc bất cứ cái gì trong đời. Nhưng không có nghĩa là không quan tâm tới cuộc đời. Mình phải nhận thức biết rõ ràng chung quanh mình cái nhịp sống như thế nào, để mình cùng sống chung cái nhịp điệu của cuộc đời, thì mình mới cảm thông được với những cái nỗi khổ đau của cuộc đời để mà cứu giúp. Nhưng chính cái bản thân mình phải vượt lên trên những cái nỗi thăng trầm của cuộc đời thì mình mới đủ sáng suốt, mới đủ thanh thản, mới đủ cái tâm bình đẳng và khách quan để mà ứng phó ở trong cuộc đời.
Như vậy, cô hy vọng rằng những cái điều mà cô giới thiệu trong các khóa thiền căn bản và thiền bát nhã tới đây xem như là tạm đủ để chúng ta làm cái hành trang. Và phần của quý vị là suy gẫm thêm, suy tư nhiều thêm nữa để hiểu tới cái chiều sâu của những giáo lý của Đức Phật và ứng dụng trong cái cuộc sống hàng ngày của mỗi người. Cái lớp mà trung cấp 3 bát nhã tới đây xem như là chấm dứt. Cái phần của quý vị là cái phần có văn rồi phải có tư, suy gẫm thêm và tu là ứng dụng cho chính mình để thực hành. Chúng ta còn có một lớp nữa là lớp bát nhã trung cấp 4. Thì cô dự định có thể là đầu tháng 2 năm 2023 cô sẽ bắt đầu cái lớp bát nhã trung cấp 4. Và cái lớp này là cái lớp bổ túc thôi, tức là cô sẽ giảng những cái bài kinh xem như là biểu hiện của ba hệ thiền Phật giáo, tức là cái nội dung cô sẽ trình bày cái bài Bát Nhã Tâm Kinh xem như tượng trưng cho con đường đi của Phật giáo phát triển, và cô sẽ trình bày bài kinh niệm xứ xem như là biểu trưng cho con đường thực tập của hệ Theravada, và cô sẽ trình bày kinh Đại Bát Niết Bàn xem như là cô động lại tất cả những giáo lý quan trọng của Đức Phật ghi lại trong kinh Nikaya. Đó là cái chương trình của lớp Bát Nhã trung cấp 4. Dự định cô sẽ giảng năm 2023. Bây giờ thì cô xem như là bế giảng cái khóa Bát Nhã trung cấp 3 chiều hôm nay.